thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Bình Dương, phát trên sóng FM 92,5 MHz. Quý vị và các bạn đang gặp rắc rối trong các mối quan hệ, có thắc mắc trăn trở về tình yêu hôn nhân gia đình, hãy theo dõi và tham gia chương trình tư vấn trực tiếp tình yêu hôn nhân gia đình trên làn sóng FM 92,5 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương vào lúc 11:30 đến 12:00 ngày thứ năm hàng tuần. Để đăng ký tham gia chương trình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại đến 0274 3836 246 trước khi chương trình phát sóng trực tiếp 30 phút, tức là từ 11:00 đến 11:30 thứ năm hàng tuần. Chương trình tư vấn trực tiếp tình yêu hôn nhân gia đình, người bạn đồng hành tận tâm và đáng tin cậy. Ánh Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tư vấn trực tiếp tình yêu hôn nhân gia đình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Ngay bây giờ quý vị vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy 0274 3836 246, 0274 3826 833, để được trò chuyện trực tiếp với tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tư vấn tâm lý, giảng viên Học viện Hành chánh Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, tôi xin nhắc lại số điện thoại 0274 3836 246, 0274 3826 833. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ những khó khăn, những rắc rối của quý vị liên quan đến vấn đề tình yêu hôn nhân gia đình để nhận được sự hỗ trợ, giải pháp từ khách mời của chúng tôi. Tiến thưa quý vị, bây giờ thì có lẽ là chúng tôi sẽ mời quý vị cũng như là khách mời của chúng tôi, tiến sĩ Phạm Thị Thúy, nghe câu hỏi của một thính giả ở Dĩ An, Bình Dương mà chúng tôi đã ghi nhận được. Dạ, chào chị ạ. Em ở Dĩ An, Bình Dương. Cứ mỗi một lần có cái thái độ bực tức lên ấy là ba em nói là em không phải con của ông, mà em thấy rất là chạnh lòng. Mà em không biết là cái điều đó nó là ức chế do công việc hay là do là nó là một cái sự thật gì đó mà em không hiểu luôn. Em 22 ạ. Em vừa tốt nghiệp, chắc năm tới đi làm. Em học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Dương. Con út có một anh trai, anh trai em 25 tuổi. Ba em thì lái xe taxi thôi, còn mẹ em thì ở nhà may mắn. Nói chung là cũng thiếu, nên là nhiều khi em mới nghĩ là hay là do kinh tế phải lo nhiều mặt nên ba em nổi nóng, nhưng mà thường thường là như vậy. Nhưng nhiều khi em không biết như thế nào. Nói chung là không hợp với ai, tính em bình thường, là em cũng không muốn bố mẹ mình nói. Em có nói nhưng mà nói chung cũng không thay đổi được. Em nghĩ nhiều khi em nghĩ là hay là nó đúng như vậy. Em có nói nhưng mẹ em thì bảo là không nên chắc, thì lúc đấy do áp lực rồi, do ba em cũng phải lo nhiều thứ rồi. Nhưng mà biết vậy không thể nói với con cái như vậy, mà hơn nữa là không bao giờ nói với anh em như vậy, mà nói với em như thế. Em nghĩ vậy nhưng mà một lần hai lần thì có thể gì chứ. Ngày xưa em còn rất là bé, em đã phải nghe những câu như vậy. Nhưng bây giờ em cũng đã lớn rồi. Thứ hai là tại sao anh em lại không bao giờ nghe được những câu như vậy? Dạ vâng ạ. Khi mà nghe cái câu hỏi của vị nữ thính giả Dĩ An, Bình Dương, cá nhân tôi cũng cảm thấy rất là trăn trở suy nghĩ. Tại vì đối với một đứa con á, cái việc mà người cha hoặc là người mẹ nói với đứa con là con không phải là con ruột của ba hoặc là của mẹ, thì đó là một cái câu gây sát thương, gây những cái sang chấn tâm lý rất là nặng nề và có thể theo cái người con đó từ lúc trẻ thơ cho đến khi trưởng thành. Và chúng tôi chuyển cái câu hỏi này đến tiến sĩ Phạm Thị Thúy và xin mời chị có ý kiến về trường hợp này. Dạ vâng, cảm ơn chị Ánh Ngọc. Rất là chia sẻ với bạn trẻ 22 tuổi đã điện thoại cho chúng tôi từ Dĩ An, Bình Dương. Thật sự đúng như chị Ngọc nói, đây là một cái câu nói rất gây ra rất nhiều những cái nỗi đau, sự tổn thương rất nghiêm trọng trong tâm hồn cô bé, mà không phải là lớn lên mới được nghe, mà nghe từ thời thơ ấu rồi cho đến tận bây giờ vẫn được nghe. Có thể cái giải thích của người mẹ là do bố căng thẳng
rồi bản thân bạn cũng nghĩ là bố gia đình vất vả, rồi công việc vất vả, rồi nhiều lo toan nên bố căng thẳng, bố bực, bố nói. Nhưng thật sự đến bây giờ bạn đã 22 tuổi, bạn đã tốt nghiệp đại học, bạn sắp đi làm, nên bạn có một cái hoài nghi. Và hoài nghi này là hoàn toàn có căn cứ, chứ không phải là hoài nghi theo một cách vu vơ. Có lẽ đây cũng là vấn đề, nó là mối quan hệ rắc rối của bố mẹ bạn nhiều hơn là vấn đề ông có giận với bạn. Có thể là một cái ghen tuông, một cái hiểu lầm, một cái khúc mắc nào đấy giữa bố và mẹ đã làm cho ông có một cái nhận định không đúng. Có thể chính ông cũng hoài nghi về bạn. Cho nên vì thế mà tôi nghĩ có lẽ cần phải chia sẻ với mẹ. Và nếu cần, nếu chính bạn cũng băn khoăn thì khoa học giúp bạn rất là dễ dàng thôi. Bạn hoàn toàn có thể đi xét nghiệm ADN để biết sự thật là như thế nào nếu bạn thực sự muốn. Nhưng cái quan trọng hơn đó là cái tình cảm gia đình, tình cha con. Bạn và bố bạn đã có 22 năm bên nhau, và bố bạn cũng đã hết lòng lo cho hai anh em nhà bạn. Và cái mối quan hệ này tốt nhất bạn, tôi chia sẻ với bạn, và tôi mong bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với mẹ, và mong mẹ giúp giải đáp phần nào những cái khúc mắc, những hiểu lầm này. Và nếu có thể bạn cũng có thể nói chuyện riêng với bố, và cũng nói thẳng với bố luôn là nếu mà bố muốn, con cũng có thể đi xét nghiệm để bố yên tâm. Và con rất cảm ơn bố, dù bố có là bố đẻ của con hay là bố nuôi của con, thì con cũng vô cùng trân trọng và cảm ơn bố. Bao nhiêu năm qua bố đã vất vả nuôi con. Chúng ta nên đối thoại với nhau thẳng thắn chuyện này. Chứ nếu mà cứ để một sự hoài nghi nằm trong lòng bố bạn, rồi nằm trong lòng bạn, rồi gây ra những cái xào xáo không đáng có và làm cho bạn bất an, nhất là bạn đang ở cái tuổi sẽ yêu, sẽ lập gia đình, sẽ kết hôn, thì những cái sang chấn của cái việc này nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ hôn nhân của bạn sau này, cũng như là những vấn đề liên quan đến đứa con của các bạn sau này nữa. Nên tôi rất mong là bạn giải quyết cái khúc mắc này càng sớm càng tốt. Và nó không khó khi mà chúng ta hoàn toàn có thể đối thoại thẳng thắn với bố hoặc với mẹ, hoặc thậm chí cả hai cùng một lúc. Rồi chúng ta có thể nhờ khoa học để giúp chúng ta, chứ không nên để những cái câu nói sát thương như vậy. Thực sự bố bạn nói câu đó không, bạn đã so sánh đúng. Bố bạn không hề nói với anh trai bạn như thế, nhưng tại sao lại nói với bạn như vậy? Vậy thì có vấn đề gì ở đây thì bạn nên làm rõ, càng sớm thì càng tốt. Tất nhiên là bạn hãy lựa chọn thời điểm để nói chuyện với bố với mẹ trong một cái sự ôn hòa, trong một cái sự bình tĩnh của cả hai bên. Còn khi bố bạn đang nóng, tuyệt đối đừng bao giờ tranh luận với ông, cũng đừng tranh cãi với ông. Thì khi đó ông đã mất tỉnh táo rồi, cơn giận nó làm cho người ta đánh mất lý trí rồi. Cho nên là đợi bố bạn tỉnh táo, đợi bố bạn vui vẻ, đợi bố bạn bình thường trở lại, bạn sẽ có thể nhẹ nhàng hỏi ông vì sao bố lại luôn luôn nói con như vậy. Tại sao bố không nói với anh như vậy mà bố nói với con như vậy? Đã thì em sẽ hiểu được lòng ông, và em sẽ hiểu được những khúc mắc xoay quanh cái câu chuyện này. Cảm ơn em đã chia sẻ với chúng tôi, và tôi nghĩ đã đến lúc em không nên chịu đựng cái nỗi đau này thêm lâu hơn nữa. Em hãy chủ động giải tỏa nhé. Cảm ơn em. Dạ, chúng tôi hy vọng vị nữ thính giả ở Dị An, Bình Dương, vì lý do nào đó bạn ngại chia sẻ trực tiếp với chương trình, thì bạn cũng có thể nghe được cái hồi đáp của tiến sĩ Phạm Thị Thúy dành cho bạn, và hy vọng đây là một cái giải pháp khả thi. Vâng, thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ, thông qua cái câu chuyện của vị nữ thính giả thì tôi muốn đặt ra một cái vấn đề, đó là những cái căng thẳng, những áp lực trong cuộc sống. Thì cá nhân tôi cũng là một phụ huynh, tôi cũng rất là đồng cảm và chia sẻ với những cái khó khăn mà phụ huynh đang gặp phải, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà dịch bệnh COVID-19 bùng phát này, thì cái việc mà mất việc làm, giảm việc làm, rồi dẫn đến giảm thu nhập, mất thu nhập rất là dễ xảy ra. Và dĩ nhiên thì cái việc mà chi tiêu trong cái cuộc sống gia đình thì nó không giảm đâu, vẫn phải chi tiêu hàng ngày, nhưng mà tiền bạc thu vô thì giảm một cách rất là rõ rệt. Nó tạo nên những cái căng thẳng, những cái áp lực đối với các bậc phụ huynh. Và rất là nhiều trường hợp trong cái chỗ vô tình, cha mẹ coi con cái như là một cái chỗ để mà xả những cái ức chế ở trong lòng của mình, và con cái nó trở thành một cái đối tượng bị tổn thương như vậy. Thưa với chị, giải pháp nào cho những bậc cha mẹ trong những cái giai đoạn mà thực sự khó khăn này? Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Anh Ngọc, một câu hỏi hết sức thực tế. Trong thời gian qua thì Thúy được tư vấn cho cộng đồng rất là nhiều trường hợp tương tự như là vấn đề chị Ngọc đang đặt ra.
thật sự là vấn đề cơm áo gạo tiền nó luôn luôn là vấn đề mà nó chi phối rất là mạnh các mối quan hệ trong gia đình. Chúng ta không thể sống mà không có những cái phương tiện quan trọng đó là tiền, nhất là những gia đình có con nhỏ. Nên cái lúc khủng hoảng kinh tế toàn cầu này và Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng, thì thật sự là nhiều gia đình, nhất là những gia đình đã vốn đã khó khăn rồi, thì đây là giai đoạn thật sự nghiêm trọng. Và những cái sự buồn chán, sự căng thẳng, sự chút giận của cha mẹ lên con là có. Cũng có những gia đình thì họ thấy họ khó khăn thì họ lại càng đùm bọc nhau hơn, họ càng yêu thương và chăm sóc con cái nhiều hơn. Nhưng cũng có một số gia đình cá biệt là ông bố về giận dữ rồi đá thúng đụng nia, rồi bà vợ ở nhà cũng cau có, khi mà tiền trợ thì thiếu trước hụt sau. Và đứa con thì chúng ta biết nó đang cái tuổi lớn, tuổi 2-3 tuổi cũng có cái khổ 2-3 tuổi, mà 5-6 tuổi rồi tuổi dậy thì nó cũng có những cái cá tính riêng, có những cái chướng riêng. Cho nên là cộng dồn tất cả những cái khó khăn đó nó làm cho cha mẹ rất là căng thẳng. Nhưng thật sự một cái điều rất chia sẻ với phụ huynh rằng khó khăn thì chúng ta đang là khó khăn chung. Mỗi người có một cái khó khăn riêng, mỗi gia đình có một cái hoàn cảnh riêng. Và chúng ta biết là con cái là kết tinh của tình yêu thương, là cái tương lai của chúng ta, là cái điều mà chúng ta quý giá nhất, là món quà quý giá nhất của chúng ta. Chúng ta nhớ lại những phút giây hạnh phúc khi có con, thì phải hiểu rằng là con cái không phải là nuôi ta chút giận. Chúng ta có giận mấy thì giận, chúng ta có buồn mấy thì buồn, chúng ta có lo mấy thì lo. Chúng ta hãy cố gắng tách rời cái chuyện đó ra khỏi cái ngôi nhà bình yên của chúng ta. Vì nếu trẻ không được lớn lên trong một tổ ấm, trẻ sẽ có rất nhiều những cái bất ổn trong tâm lý, cũng như là bất ổn trong hành vi, và có thể ảnh hưởng đến một cái quá trình học tập cũng như là phát triển lâu dài cả về mặt nhân cách cũng như là trí tuệ của trẻ. Nên vì thế chúng ta cố gắng học làm cha mẹ ở đây, đó là học cái cách là quản lý cảm xúc của mình, học cái cách là mình cân bằng giữa cái cuộc sống riêng của bố mẹ với cái mối quan hệ của bố mẹ với con. Nếu chúng ta ý thức được rằng đứa con nó rất là nhỏ, nó rất là non, và chúng ta có la mắng thì cũng không giải quyết được vấn đề khó khăn của chúng ta. Chúng ta càng chút giận thì nó càng tăng lên những vấn đề rắc rối cho chúng ta hiện tại và tương lai mà thôi. Vậy thì chúng ta chút giận lên con liệu có tác dụng gì không? Bất kỳ một cha mẹ nào mà tỉnh táo thì cũng đều sẽ cố gắng học cách kiềm chế cái sự giận dữ. Tôi biết những gia đình họ nói với tôi là gần như là phải rất là cố gắng lắm để về nhà không có chút giận lên con, thì tôi rất là trân trọng những người đó. Không chúng ta không thể chủ quan những cái tác động tinh thần đến những đứa trẻ được đâu, vì cái hậu quả của nó là rất lâu dài. Nên vì thế mà tôi chia sẻ với tất cả chúng ta, khó khăn thì khó khăn nhưng hãy trân trọng những đứa trẻ. Hãy cố gắng tạo ra nụ cười trong gia đình, cố gắng tạo ra sự bình yên trong gia đình. Nghèo tiền, nghèo bạc, bữa ăn không có gì cả, nó không làm cho trẻ khổ bằng là nghe bố mẹ mắng chửi, đánh đập, nhục mạ đâu ạ. Cho nên đừng lo là chúng ta nghèo thì chúng ta sẽ sống làm sao, mà hãy lo là chúng ta làm sao để chúng ta giữ được cái không khí an hòa trong gia đình. Đấy mới là điều quý nhất cho cả bố, cả mẹ và đặc biệt là cho trẻ con. Dạ, chúng tôi hy vọng là với cái sự chia sẻ rất là chân thành, tâm đắc từ tiến sĩ Phạm Thị Thúy cũng đã là một nguồn cổ vũ động viên cho các bậc phụ huynh đang phải xoay sở chật vật với những cái khó khăn trong cái thời điểm hiện nay. Thưa quý vị sẽ gọi điện thoại cho chúng tôi chia sẻ những cái câu chuyện của quý vị thông qua số máy là 02743836246, 02743826833. Tôi xin nhắc lại số điện thoại 02743836246, 02743826833. Còn bây giờ là ít phút dành cho quảng cáo. Quý vị và các bạn đang gặp rắc rối trong các mối quan hệ, có thắc mắc, trăn trở về tình yêu hôn nhân gia đình, hãy theo dõi và tham gia chương trình tư vấn trực tiếp Tình yêu hôn nhân gia đình trên làn sóng FM 92,5 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương vào lúc 11:30 đến 12:00 ngày thứ năm hàng tuần. Để đăng ký tham gia chương trình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại đến 02743836246 trước khi chương trình phát sóng trực tiếp 30 phút, tức là từ 11:00 đến 11:30 thứ năm hàng tuần. Chương trình tư vấn trực tiếp tình yêu hôn nhân gia đình, người bạn đồng hành tận tâm và đáng tin cậy. Vâng.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị quay trở lại bên chiếc radio và lắng nghe chương trình phát thanh tư vấn trực tiếp tình yêu hôn nhân gia đình của chúng tôi. Số điện thoại để quý vị liên hệ trực tiếp với chương trình 02743 836 246, 02743 826 833. Vâng, thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy, ngay từ đầu chương trình thì tôi có đặt ra một cái vấn đề, đó là cái đại dịch toàn cầu COVID-19 này có khả năng đẩy con người đến khủng hoảng, và cái đối tượng dễ bị những cái khủng hoảng về tâm lý dĩ nhiên là các nhân viên y tế, là những người trực tiếp đối diện và chiến đấu với dịch bệnh rồi. Ngoài ra, những cái người có những cái bệnh gọi là bệnh lý nền, tức là những cái người bị mắc kẹt trong những cái vấn đề riêng tư của họ rồi, bây giờ họ lại bị đánh úp bởi dịch bệnh COVID-19 nữa, thì họ rất là dễ suy sụp. Tiến sĩ có thể nói rõ hơn về cái nội dung này? Dạ vâng. Có lẽ là chúng ta hơn bao giờ hết thì tất cả chúng ta đang trải qua một cái cơn khủng hoảng chưa bao giờ có. Một cái đại dịch này thật sự nó là vấn đề của toàn thế giới, chứ không phải là vấn đề của riêng ai cả. Và cái người mà khó khăn nhất, vất vả nhất đó chính là đội ngũ y bác sĩ. Những người mà đang phải ngay lập tức, họ là cái người mà tiếp xúc với những người có nguy cơ cao, và bản thân họ sẽ là người có dễ mắc bệnh nhất, và đặc biệt là còn gia đình họ nữa. Chính họ cũng có phải chịu cái nỗi khổ là cách ly khỏi gia đình trong thời gian dài, chúng ta chỉ 1-2 tuần thôi, nhưng họ là từ đầu mùa dịch đến giờ có những người không có thể gặp người thân được. Họ cũng có con nhỏ, họ cũng có bố mẹ già, họ cũng có vợ, có chồng như chúng ta, nhưng mà họ vô cùng là khó khăn. Thì chúng tôi rất là chia sẻ với các nhân viên y tế và những cái người mà phải làm việc ở tuyến đầu, ví dụ như là các anh bộ đội, dân quân, những người phục vụ ở các khu cách ly đó, cũng là những cái người vất vả, chứ không phải là chỉ nhân viên y tế. Cái khủng hoảng này nó làm cho mỗi người cảm thấy rất là lo lắng, rất là bất an, và lo nhất là mình bị bệnh, rồi lo nhất là mình lây sang những cái người thân của mình. Cái khủng hoảng này nó là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta cần phải đối mặt với nó, chấp nhận nó, rồi vượt qua nó. Có những người nhân viên y tế đã tâm sự là họ biết là khó khăn thử thách, nhưng họ không thể lùi bước được, họ không thể trốn tránh trách nhiệm được, vì đó là nghề của họ, là nghiệp của họ, là trái tim mà họ đã xác định từ ngày học nghề y rồi, và họ biết là công việc của họ là phải cống hiến, phải hy sinh. Thì đấy là những người rất là tuyệt vời, và họ có sức mạnh bên trong rất là lớn, cho nên họ không sợ dịch bệnh. Họ lao vào tâm dịch, họ làm hết sức mình để cứu những con người liên quan tới bệnh dịch. Thì đấy là những cái tấm gương rất là quý. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người mà họ chưa đủ lực, chưa đủ sức để mà họ chấp nhận bệnh dịch, và họ rất là sợ, họ lùi lại. Cũng khó tránh, và chúng ta không thể trách những người đó. Vì mỗi người chúng ta có một cái sự lựa chọn khác nhau. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng là trong cái tâm dịch này, chúng ta phải hỗ trợ đồng lòng. Tôi thấy có rất nhiều chương trình đồng hành với các y bác sĩ rất là hay, ví dụ như là bữa cơm thực dưỡng của bên tổ chức PSA, hay là cá nhân tôi cũng có làm tham vấn tâm lý ưu đãi miễn phí hoàn toàn cho bất kỳ ai liên quan là nhân viên y tế cũng như người nhà của họ. Rồi cũng có nhiều những cái dịch vụ khác như là tặng quà, nước rửa tay, khẩu trang, rồi bảo hộ để mà cho các bác sĩ, các nhân viên y tế có đầy đủ dụng cụ. Rồi cả nước chúng ta đang tận tâm để cùng với các nhân viên y tế có những cái sự nỗ lực để mà đồng hành cùng họ. Thì tôi cho rằng đây là tinh thần đoàn kết rất là tuyệt vời của chúng ta. Chúng ta biết đó là công việc của họ, nhưng mà chúng ta chung tay với họ, chúng ta động viên họ, chúng ta khích lệ họ bằng những cái món quà cụ thể, bằng những vật chất cụ thể, bằng những cái động viên tinh thần cụ thể để mà họ yên tâm chống dịch. Thì đấy là cái điều rất là quý, cái tinh thần mùa dịch này của chúng ta thấy là chưa bao giờ mà cái tình đoàn kết, cái ý thức cộng đồng của toàn đảng, toàn dân nó lại mạnh như là cái giai đoạn này. Cho nên đấy là một cái điều hay của mùa dịch. Chính nhờ cái dịch bệnh này mà chúng ta ý thức được cái mạng sống là quý giá, cái đời sống là vô thường, và cái sự đoàn kết là hơn bao giờ hết. Cái giữ cái tâm trạng vui vẻ và hệ thống miễn dịch tốt là hơn, là quý hơn bao giờ hết. Rồi cái tình yêu thương trong gia đình là nó quý hơn bao giờ hết. Thì tất cả chúng ta nhận ra cái sự chân quý của cuộc sống đó, để chúng ta cùng nhau nâng niu cái sự sống. Dạ, và tôi có hỏi một cái ý nữa. Đó là những cái người mà có sẵn cái bệnh lý nền á, có nghĩa là họ mắc kẹt với những cái vấn đề của họ rồi, bây giờ họ lại bị đánh úp bởi dịch bệnh COVID-19 nữa, và dường như là họ buông hết
tất cả những cái ý chí, những cái nghị lực để mà vươn lên, để mà vượt khó, và họ trở nên một cái đối tượng dễ bị tổn thương nhất và dễ bị suy sụp nhất ạ. Tiến sĩ sẽ nói về cái đối tượng này ạ? Dạ, cảm ơn chị Ngọc, đúng như vậy. Tôi trải nghiệm rất là nhiều ca đang tâm sự với tôi qua điện thoại. Trong cái thời gian hơn 2 tháng qua tôi tham vấn miễn phí cho cộng đồng đó, thì có một số trường hợp là bị nặng hơn cái tình trạng trầm cảm của họ. Tức là họ đã có bệnh lý trước đó rồi, trước dịch là bị rồi. Và đợt dịch này họ đọc những con số về cái chết trên toàn thế giới, cái nguy cơ mất an toàn cho bản thân họ và gia đình họ. Rồi cái việc là họ cũng đang mất việc, họ cũng đang thiếu thu nhập, họ suy sụp luôn. Họ cảm thấy họ mất giá trị, họ mất niềm tin. Và rồi những cái trường hợp khác như là không chỉ là bệnh lý bên trong về mặt tâm bệnh đâu mà còn là thân bệnh nữa. Giai đoạn này khi mà tinh thần nó đi xuống, cái hệ miễn dịch nó kém thì cái bệnh về thể chất nó cũng nặng hơn. Chúng ta biết có những cái câu chuyện là người già đã bị cao huyết áp, đã bị tim mạch nhiều hơn trong giai đoạn mùa dịch này. Rồi không chỉ là bệnh mà còn cả là những rắc rối trong gia đình nó cũng tăng lên chị Ngọc ạ. Những cái ca mà Thúy tư vấn là trước đó là họ đã mâu thuẫn rồi, nhưng mà họ đi làm thì họ cũng không có mấy khi va đụng nhau. Và giai đoạn này thì họ ở nhà nhiều hơn. Rồi cộng với việc là phải chăm con ở nhà 24/24 giờ. Rồi những cái căng thẳng bực bội, vợ chút lên chồng chút lên vợ, rồi vợ chồng giận nhau rồi chút lên con, nó gia tăng. Thật sự đấy là một cái vấn đề mà chúng ta phải đối mặt. Và nó giải quyết như thế nào thì tùy thuộc vào mỗi gia đình, sức mạnh của mỗi người. Và những ai mà cảm thấy khó khăn thì họ hoàn toàn có thể gọi cho chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn có thể lắng nghe và đồng hành và có thể tìm ra những cái hướng đi để họ giải quyết được những cái khúc mắc. Bệnh ở đâu thì chữa ở đó, tâm bệnh thì chữa tâm bệnh, mà thân bệnh thì chữa thân bệnh. Và những cái rắc rối trong gia đình thì hoàn toàn có thể gỡ nếu như họ được người khác lắng nghe, được người khác chia sẻ. Chúng ta đừng ôm cái cảm xúc tiêu cực, vì càng ôm cảm xúc tiêu cực trong cái lúc bệnh dịch này thì cái tâm trạng của chúng ta nó càng tồi tệ. Nhất là sự đè nén cảm xúc sẽ càng gia tăng những căn bệnh bên trong và bên ngoài. Tức là bên trong tôi muốn nói là tâm bệnh và bên ngoài là thân bệnh, thì nó sẽ gia tăng. Ví dụ như bệnh trầm cảm, hầu hết là do những cảm xúc bị đè nén lâu ngày, thậm chí là hàng nhiều năm trời, thậm chí là từ thời thơ ấu chúng ta có những cảm xúc dồn nén, có những tổn thương mà chúng ta không nói ra, chúng ta quên đi, chúng ta cái bộ não của chúng ta nó có cơ chế phòng vệ, nó quên đi. Và bây giờ thì bệnh dịch bùng phát, những cái tin xấu xung quanh mình nó làm kích hoạt những cái hạt giống xấu, nó nằm ẩn sâu trong cái tiềm thức của chúng ta và nó sinh bệnh. Nên vì thế rất là mong mọi người phòng bệnh hơn chữa bệnh. Giai đoạn dịch bệnh này chúng ta hãy cùng nhau tạo ra sự vui vẻ trong hoàn cảnh có thể. Mỗi nhà, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không có ai là cuộc sống đủ đầy hết đâu. Người giàu có cái nỗi khổ của người giàu trong mùa dịch này. Cho nên là chúng ta phải tự tìm ra niềm vui và tự tìm lấy một cái sức mạnh bên trong của mình. Ví dụ như là người ta khuyên là hãy tĩnh tâm nhiều hơn, hãy quay về với cuộc sống gia đình nhiều hơn, hãy ở bên cha mẹ, con cái, ông bà nhiều hơn. Hãy làm những cái việc có ích mà mình xưa nay không muốn làm nhiều hơn. Để làm gì? Không phải là để mình quên đi cái bệnh dịch, mà mình làm giàu thêm cái sức mạnh bên trong của mình, để khi mà có bất kỳ khó khăn nào đổ xuống đầu mình thì mình mạnh mẽ, mình vững vàng, mình tự tin, và mình có cái sự gọi là mài dao đấy. Tôi hay nói vui là đợt dịch này là được đợt mà mình có thể mài dao, mình có thể đầu tư vào sức khỏe này, tập thể dục này, mình có thể đầu tư vào chuyên môn này, mình có thể đầu tư vào những cái mà mình rất là muốn học mà xưa nay chưa được học này, hay là đầu tư vào con cái, gia đình cũng là một cái đầu tư. Thì tất cả những cái đầu tư đấy nó sẽ giúp cho bạn ngày càng mạnh mẽ hơn, và bạn không có sợ bất kỳ một cái biến cố nào. Biến cố thì ai cũng có, vấn đề là cái thái độ của chúng ta trước biến cố thôi. Thực ra biến cố nó chỉ chiếm 10%, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Còn 90% còn lại là do cái cách mà chúng ta ứng phó với biến cố. Ta nhìn biến cố này như một bài học, như một cơ hội để ta thay đổi. Trong nguy có cơ thì ta sẽ thấy không sợ biến cố, mà chúng ta còn nhìn ra được những hướng đi mới, những cái cơ hội mới, những cái giải pháp mới. Và chúng ta giữ được, quan trọng hơn, chúng ta giữ được sự lạc quan và niềm hy vọng để chúng ta tăng hệ miễn dịch của chúng ta lên. Chứ còn buồn chán, lo lắng, căng thẳng nó chỉ làm gia tăng cái nguy cơ là mắc bệnh dịch nhiều hơn thôi. Vì thế mà nếu bạn làm được, tự mình làm được thì rất tốt. Nếu bạn không làm được, bạn hãy tìm đến chúng tôi, những người mà cần ở bên cạnh bạn, giúp đỡ bạn. Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta hoàn toàn có thể tìm sự hỗ trợ từ các chuyên viên tham vấn tâm lý, từ kênh của đài FM Bình Dương đang có đây, rồi từ chính những người thân của mình có thể tâm sự. Đừng bao giờ đè nén cảm xúc, đừng bao giờ tìm quên trong rượu chè hay là những cái tiêu cực khác, thì lúc đó chúng ta sẽ có cách, chìa khóa nào cũng có chìa hết. Không có khó khăn nào mà chúng ta không có giải pháp.
Nên rất mong là các bạn hãy giữ tinh thần lạc quan và hy vọng, hãy tin tưởng vào chính mình, và khi cần mình cũng phải biết tìm sự trợ giúp bên ngoài, thì lúc đó chúng ta không có sợ bất kỳ một biến cố nào. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, một lần nữa có lẽ là cho phép tôi thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã dành thời gian chia sẻ những cái điều mà tôi nghĩ rằng chị rất là tâm huyết, và chị cũng rất là muốn chia sẻ những cái điều mà chị tin tưởng, chị thực hành và chị cảm nhận được những cái điều tốt đẹp đó cho cộng đồng, cho quý thính giả nghe đài, để mỗi người chúng ta bằng những cái sự cố gắng của cá nhân, bằng sự nỗ lực của cá nhân, chúng ta có thể vượt qua những cái khó khăn để có thể giữ được sự lạc quan, niềm tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó cũng là một cái cách thức để chúng ta có thể vượt qua được những cái u ám do đại dịch COVID-19 gây ra. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của chúng tôi vào tuần sau. Quý vị nhớ cái số điện thoại rất quen thuộc 0274 3 836 246.